Món này là món tim cật. Món này là món lợn. Bao 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 tiền một món? Tim cật là 70.000. Tim cật 70.000. Vãi cướp. Còn mẹ. Vãi cái đái thật. Cái này 30. Sợ thế. Ngày 30 thanh xuân vẫn ăn số tiền đấy nhỉ. Thật là mơ. Cái gì? Vào đây làm gì ấy? Ai gọi đấy? Nói gì? Hả? Cái địt của mẹ giật cả mình. Đã ra rồi. Tiết kiệm. Mẹ bóng à, bóng thì đéo mà tôi quay ra quạt thì bật bù bù. Quạt. Cái đèn kia đâu? Cái đèn đấy rồi. Cái đèn này cũng được. Đèn này được. Đèn này cũng được. Đèn này được. Đèn này được. Cần đéo đèn đấy. Ăn uống đạm bạc thôi. Con này được không? Ừ. Vẫn ngô được không? Như thế là đạm bạc thế mà là 14 này. Phải có tí thịt nữa. Sợ nhỉ. Nhẹ thế này. Ai ôi. Ít cơ mẹ con chó linh này. Đáp xuống chân anh rồi nhá. Đáp chuẩn phết nhỉ. Mình lấy tạm này được được. Nó đéo chuẩn. Đấy nhá. Nó không được chuẩn thôi. Ở đây đéo đèn à? Nó phải có ấy nhỉ. Nó có đấy, mình đã biết chỗ bật thôi. Có đấy. Đây này đèn đấy. Có bật trong mà. Ừ, có đèn mà. Chỗ bật thôi. Cái nhà tắm có đèn không? Xem có ổ điện không? Điện nữa mà. Đủ. Cái kia là chất bật ở trong này. Chắc bật một cái đèn này xoay nhà tắm luôn nhỉ? Ừ. Thì tại nhà tắm nhà ỉa đéo có chỗ ấy. Cửa thì đéo ai tắm ỉa. Ui chết rồi, quay quá rồi.